Xin chào toàn thể các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Đức Trung Audio nhá. Ok, thì hôm nay tiếp theo chương trình thì test gấp cho 5 bác ở Hà Nội. Đấy, test 5 bác Hà Nội là trên một cặp loa HM dòng mã LA12 đấy ạ. Dòng này thì nó cao cấp hơn rất là nhiều bản các bác nhá. Đấy, thì hôm nay em các bác được nghe trực tiếp chất âm. Lát em sẽ test trực tiếp chất âm cho các bác. Và hôm nay có chương trình giảm giá cho bác được 2 triệu đồng. Giá hôm nay chỉ giảm cho con là 7 triệu 500 đồng trên một cặp loa HM dòng cực kỳ đẳng cấp. Giá rẻ như loa lát mà hàng ngày em thông báo bạn là hàng đẹp, hàng tuyển chọn các bác nhá, hàng tuyển chọn đẹp như mới mà thông báo bạn là hàng mã LA12 thì đặc biệt đặc trưng của nó thì màu này các bác nhá. Còn ngoài ra thì tất cả màu đen màu huyết là đổi màu các bác nhá. Còn màu nguyên bản của nó màu zin như này. Đấy, thì bên nước ngoài các bác biết rồi, những cái loa cao cấp đẳng cấp như này nó tháo phòng hát thì bên nước ngoài nó đánh thuế các bác ạ. Có nghĩa là nó chỉ dùng được đăng ký được 3-5 năm là nó bỏ về. Chứ các bác hỏi làm sao mà lo bãi nó nhiều vậy, hay là các bác thông báo các bác là nó chia làm hai loại các bác nhá. Một loại là bên kia nó dùng chán thì thôi về. Đấy, như ngoại gọi những cái tỉnh nhẹ như ví dụ như loa làm loa karaoke này. Có những cái loại loa phòng hát karaoke chuyên nghiệp, loa VIP như này thì bác hỏi làm sao mà nó lại còn mới, nó còn đẹp. Nó chỉ gọi là về lau cái là bán. Đấy, thông báo bác là bên nước ngoài thì người ta chỉ dùng gọi là vài ba năm người ta bỏ ra thôi. Đấy, bên nước ngoài nó không như Việt Nam mình là dùng gọi là dùng cả đời. Các bác nhá. Đấy, cho nên các bác có thể săn được những cái loa nó đẹp mà thậm chí mua mới được vài chục triệu mà giờ giảm thì còn vài triệu đồng là chuyện rất bình thường, mà tiếng hàng mua được hàng xịn, hàng chuẩn, hàng chính hãng là dòng này các bác nhá. Đấy, thông báo bác đây là cho mặt của nó đây. Cho mặt các bác đây là một cái dòng mã LA12, dòng HM thì hàng thương hiệu của Đức rồi. Hàng này thì anh em nào cũng biết rồi. Thùng thì thùng rất chắc chắn, thùng gỗ xịn các bác nhá. Đấy, một lớp sơn màu trắng, các bác không thích thì có đổi màu. Đấy, nhưng mà có màu này màu zin bản của Đức này. Đặc biệt hàng Đức thì nó phải màu trắng này bác nhá. Màu này là màu zin. Đấy, và thùng gỗ các bác nhìn nó rất là dày, con loa này bê rất là dày các bác nhá. Hàng thương hiệu HM thì nó là hàng đẳng cấp, hàng đắt tiền rồi. Và thùng là thùng vát 5 cạnh các bác nhá. Thùng cực kỳ chất lượng này này, ông táo phòng hát này. Cực đẹp. Cái này về em chỉ cần lau qua là bán rồi. Đấy, còn đây là mặt sau của nó đây các bác nhá. Đây mặt sau của nó đây. Đây mặt sau của nó thì nó sử dụng một cái tay sách hình trái tim này. Đấy, và đây mà model của nó các bác nhá. Đây model của nó là LA12 đấy ạ. LA12 nó cao cấp hơn LA10. Với LA nói chung là cũng cao cấp hơn rất là nhiều bản các bác nhá. Đấy, cao cấp hơn rất là nhiều bản. Cái mã HM thì cực kỳ chất lượng rồi. Ok. Đấy, và đây là nội thất của nó đấy các bác nhá. Đấy, đây là tem này, lưới này. Đấy, nội thất của HM. Đấy, cái bản này thì từ nó đây các bác này. Từ nó thì model cũng như là tên là nó được dập vào trong từ anh em nhá. Tên nó dập trong từ. Và mã series nó dập trùng với bát chép. Bát và chép phải trùng nhau. Series thì nó mới là zin xịn chuẩn của loa anh em nhá. Đây và bát là nó bát 30. Đây này. Dầu dưỡng dơ gân còn nguyên anh em nhá. Dầu dưỡng gân còn nguyên bản nhà sản xuất. Con này nó bát 30 gân vải 2 sóng các bác nhá. Gân vải 2 sóng. Và dòng này nó là côn 76. Anh em thì cái lẹp từ nó rất là khôn. Đấy, côn 76. Nhện là nhện vàng anh em nhá. Côn 76 bao cho anh em là zin 100% anh em nhìn này. Zin 100% zin dòng này anh em nhá. Đặc biệt cái mã LA12 thì bát cho tiếng ngân bát chép rất là hay. Vì sao? Anh em nhìn này. Cái phân tần này, bộ xử lý cái lão này. À, giờ em chút. Đây anh em nhìn em này. Đấy, nhìn em cái phân tần này. Phân tần nó gấu anh em ạ. Nó sử dụng là 4 trở nhật xứ và 5 tụ anh em nhá. 5 tụ. Đấy. Cực kỳ là đẳng cấp anh em, phân tần nó to đúng như quyền vở rồi. Phân tần to đúng như quyền vở rồi anh em nhá. Đấy, và thùng vách rất là đẹp. Và con này nó cho ra tiếng ngâm rất là chất lượng. Và con này đặc biệt những cái bản tốt đẹp thì nó dành hết cho con này. Nhìn anh em nhìn thì cái họng chép này nó rất là xịn sò, nó rất là dày anh em nhá. Và đây là cổ chép này. Như hạn series này anh em nhìn series bát này. Được rồi. Đây em nhìn cái series bát này. Đấy, series bát này. HM00508 nhá. Đây, HM00508. Series bát chép phải trùng nhau thì mới là hàng zin. Và con này nó sử dụng một cái lớp chép xịn sò anh em nhìn, chép ống 7 màu này. Đây là cổ chép xịn sò nhập khẩu anh em nhá. Một chiếc DE508 thì em biết rồi, làm cung hàng BMC, chắc BMC anh em nhá. Nhưng con chiếc DE thì tiếng ra nó cực kỳ sáng anh em ạ. Tiếng tí tách nghe rất sáng anh em nhá. Và một con chiếc này thì một con bát này thì thực sự là bát này phối hợp với cái chiếc này thì cực kỳ là chất lượng rồi. Một con chiếc bát nó bát sử dụng là xương nhôm đúc anh em nhá, xương nhôm đúc. Và con chiếc này rất là to, chiếc 450 côn 44 anh em nhá. Côn 44. Đấy, một chiếc rất là xịn sò anh em nhá. Ok. Đấy, thì thông báo giá hôm nay chỉ giảm giá cho anh em, giá thì còn là 7 triệu 500 nghìn đồng trên một cặp loa. 7 triệu 500 nghìn đồng trên một cặp loa HM. Hàng bãi xịn đến từ thương hiệu của Đức anh em nhá. Hàng cực kỳ chất lượng, bền quả nó rất là nặng rồi. Đấy, anh em đặt hàng nhanh tay liên hệ qua tổng đài. Số điện thoại em ghi ở dưới bài đấy ạ. Anh nhìn nhỉ. Nó rất là nặng. Ok. Sau đây em xin mời các bác thưởng thức chất âm
dòng loa HM cao cấp. Ok các bác. Đánh tức ngực anh em ạ. Dòng này cho ra tiếng bass rất khủng khiếp, phân tần to như quyền vở. Bass đánh rất phê anh em ạ. Em đã test có một quả nhá. Bass đánh rất phê. Bass đánh cực kỳ uy lực và check đánh tí tách rất là nhuyễn. Dòng này check rất sáng anh em nhá. Ok, giá khuyến mại hôm nay chỉ còn là 7.500.000 đồng. Anh em đặt hàng nhanh tay liên hệ qua tổng đài Đức Trung Audio, số điện thoại em ghi mình phía dưới đi ạ. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bác vào một video ngày mai. Ok, bác nào chưa like thì nhớ cho em xin một like ạ. Bác nào chưa đăng ký kênh thì bấm đăng ký kênh giúp em nhá, để không bỏ lỡ những video mới nhất tại kênh của âm thanh Đức Trung. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bác vào một video ngày mai.